Em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Em có cái này hình hơi bị độc lạ nha. Cái này là cái này gọi là cái ổ điện hay sao ta? Đây là ổ ghim nha. Ổ ghim mà nó có cái nút volume chỉnh cái gì không biết luôn. Đây nó có cái đèn nha, nó có hai cây rút đèn như thế này nè, xài mà tủ máy là xài cái ổ rim mà độc lạ luôn nha mọi người, đẹp lắm. Đây, tất cả nó xài chui dẹp nha, này hàng ghế đĩa nha. Ôi cái này em để bị bụi không nè, sửa ra sẽ mới thôi. Đây nó có hai cái đèn đây, thấy không, tắt đèn mở đèn lên. Cái này để lành cho mình, dội cho mình thấy đường chỉnh âm thanh á. Đây đây là ổ ghim nghe chứ không phải là gọi ổ chiên nguồn nha cô chú anh chị. Đó, tắt đèn mở đèn, thấy không, khá là đẹp nha. Ở bên xài mình không thích xài, mình không thích xài cái này, cái mình bấm vô nó chạy vô. Đây chạy vô là tắt đèn đi đó, thấy không, là ổ ghim nha. Đó đây được 2, 4, 2, 4, 6, 8 lỗ ghim nha mọi người. Đây cái này còn hoạt động bình thường, đây cái này còn ngon. Đây cái này là hình như là hơi bị độc lạ nha. Cái này em bán với giá 500k bao ship nha. Có hai cái cây này giúp da là em thấy là đẹp bé rồi. Cô chú anh chị có mua cái này thì cứ nói em cái ổ chia nguồn đi là em sẽ biết, là em sẽ gửi cho mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha.